Chery Tecco 8 Plus là mẫu crossover đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 10 năm 2020 như phiên bản cao cấp hơn của Tecco 8. Ngoài Trung Quốc, Chery Tecco 8 Plus còn được bán ở một số thị trường khác trên thế giới dưới tên gọi Tecco 8 Pro. Trong thời gian tới, hãng xe Chery dự định sẽ tung ra Tecco 8 Pro ở thị trường Trung Quốc. Vào hồi tháng 12 năm ngoái, hãng Chery cũng đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho mẫu xe này ở thị trường quê nhà. Mãi đến nay, cánh săn ảnh mới bắt gặp Chery Tecco 8 Pro dành cho thị trường Trung Quốc trên đường thử. Qua những hình ảnh này, có thể thấy mẫu crossover cỡ C sắp ra mắt thị trường tỷ dân có thiết kế khác biệt so với Chery Tecco 8 Pro đang bán ở nước ngoài. Theo đó, Chery Tecco 8 Pro dành cho Trung Quốc được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, kết hợp với hốc gió trung tâm để tạo thành chữ X trên đầu xe. Nằm trên đỉnh lưới tản nhiệt là logo của hãng Chery và hai nẹp mạ chrome kéo dài sang đèn pha. Chưa hết, mẫu xe này còn có dải đèn LED định vị ban ngày khá lớn, được thiết kế hình boomerang và chạy từ đèn pha xuống hốc gió trung tâm. Nhìn chung, thiết kế đầu xe của Chery Tecco 8 Pro mới khá giống xe LED sụt. Trái với đầu xe, thiết kế sườn xe của Chery Tecco 8 Pro dành cho Trung Quốc không khác gì xe đang bán ở nước ngoài, bao gồm cả vành la răng. Trong khi đó, đằng sau xe xuất hiện cụm đèn hậu LED nối liền với nhau bằng dải đèn ở giữa mới. Ngoài ra, Chery Tecco 8 Pro dành cho Trung Quốc còn có 4 ống xả thay vì 2 ống xả như phiên bản quốc tế. Không chỉ thay đổi thiết kế, Chery Tecco 8 Pro dành cho Trung Quốc còn dài hơn 23mm so với phiên bản quốc tế. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.745mm, chiều rộng 1.860mm, chiều cao 1.745mm và chiều dài cơ sở 2.710mm. Bên trong Chery Tecco 8 Pro dành cho Trung Quốc là không gian nội thất hiện đại hơn phiên bản quốc tế. Điều này được thể hiện rõ qua màn hình cỡ lớn nằm độc lập trên mặt táp lô. Chi tiết này kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật và màn hình thông tin giải trí của xe. Bên cạnh đó là vô lăng vắt đáy thể thao hơn, cửa gió điều hòa, cụm điều khiển trung tâm và cần số mới. Khác với phiên bản quốc tế, Chery Tecco 8 Pro dành cho Trung Quốc không có màn hình chỉnh điều hòa nằm ở cụm điều khiển trung tâm. Đáng tiếc là động cơ của Chery Tecco 8 Pro dành cho Trung Quốc không có gì mới mẻ. Xe vẫn có hai tùy chọn động cơ là máy xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít và 2.0 lít. Công suất tối đa của hai động cơ này lần lượt là 197 mã lực và 254 mã lực. Riêng phiên bản dùng động cơ 2.0 lít sẽ có thêm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Dự kiến, Chery Tecco 8 Pro dành cho Trung Quốc sẽ chính thức trình làng vào tháng 4 năm nay. Tại Trung Quốc, Chery Tecco 8 Pro sẽ được bán song song với hai người anh em Tecco 8 và Tecco 8 Plus. Theo tin đồn, Chery Tecco 8 Pro cũng sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam trong năm nay như đối thủ của Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.